Hãy
Nằm im thầm thơ ghê cứ đừng bả giờ đó hả? Bả giờ đó hả? Cái ba lô em nghe chú cái kẻ của cái kia để đồ nha. Với cái cây đồ đó. Ở trên cái ba lây đó. Làm đang có bô chị lấy cái ba lô ra xuống này lấy cái bô bỏ vô. Rút cái bô bỏ ra cho em nha. Cái bô mà em bảo cái ba lô để lại trên đó cho em. Cái ba lô không đó. Ừ. Có lục ở trong ba lô có cái chi hốc bỏ ra ngoài giường đó cho em nha. Thank you.